Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin host nhiều bóng đá ngày 19 tháng 5 năm 2020. Trước khi đến với những thông tin bóng đá nóng hổi có trong bản tin ngày hôm nay, hãy nhớ subscribe ngay kênh YouTube của Love Sport và nhấn chiếc chuông nho nhỏ để luôn là người nhận được những thông tin bóng đá trong nước và quốc tế nhanh nhất nha. Ngay bây giờ, Love Sport xin mời các bạn cùng đến với những nội dung nổi bật có trong bản tin ngày hôm nay. Manchester United lo lắng Pogba kìm hãm Bruno Fernandes. Rooney tiết lộ lý do Piqué bị tống cổ khỏi Manchester United. Bendtner từng tốn hơn 7 triệu USD vì cờ bạc. Xavi cảnh báo Barca không nên mua Aubameyang và Mane. Bóng đá Trung Quốc đã bị Việt Nam và Thái Lan vượt mặt. VFF chọn thầy Nhật làm giám đốc kỹ thuật. Bật mí qua sinh nhật huấn luyện viên Park tặng Quế Ngọc Hải. Manchester United lo Pogba kìm hãm Bruno Fernandes. Manchester United đang đối mặt với một nỗi lo trong tương lai khi Pogba có thể trở thành vật kìm hãm Bruno Fernandes. Cùng với Pogba, chúng tôi sẽ có thể giành được những danh hiệu. Harry Maguire đưa ra ý kiến cá nhân về tương lai của Manchester United. Harry Maguire cho rằng Pogba vẫn đang nằm trong số những tiền vệ giỏi nhất thế giới và Manchester United nên giữ anh lại để xây dựng một mắt xích quan trọng. Pogba là một trong những tuyển thủ tuyệt vời, mọi người ở đây đều biết điều đó. Press cùng chung suy nghĩ với Maguire. Thời gian qua có nhiều tin đồn về tương lai của Pogba, nhưng khả năng cao Manchester United sẽ giữ tiền vệ người Pháp lại thêm ít nhất một mùa giải. Bán Pogba lúc này không phải là giải pháp hay với MU, bởi vì các đối tác đều tìm cách ép giá tiền vệ 27 tuổi này không quá 60 triệu bảng trong bối cảnh anh đang trải qua thời gian dài điều trị chấn thương. Hiện tại Manchester United cần bổ sung ít nhất một tiền vệ đẳng cấp. Nếu bán Pogba, Manchester United phải mua thêm 2 người mới có thể đủ nhân sự cho cuộc đua đường dài. Nhưng Jack Grealish và James Maddison mà Manchester United đang theo dõi đều bị hét giá lên tới 80 triệu bảng. Vì thế Pogba có khả năng được giữ lại đến mùa hè năm sau. Pogba là vấn đề của Bruno. Trong cuộc trò chuyện cách đây không lâu, Bruno nhận xét Pogba là cầu thủ giỏi, có ảnh hưởng lớn đối với Manchester United. Pogba đóng vai trò tổ chức bóng, trong khi đó Bruno trực tiếp phát động tấn công và dứt điểm từ xa. Nhưng đây là lý thuyết. Pogba liệu có chấp nhận bản thân bị che mờ bởi những bàn thắng của Bruno? Có lẽ không. Là nhà vô địch World Cup, Pogba luôn đòi hỏi bản thân mình là trung tâm tại Manchester United. Bruno Fernandes không có bất kỳ điểm gì để so sánh với anh trong sự nghiệp, thế nên rất khó có chuyện Pogba hạ mình đóng vai trò làm bóng để người đồng đội Bồ Đào Nha trở nên nổi bật trong khâu ghi bàn. Trước khi Bruno Fernandes xuất hiện, Pogba là một người ích kỷ, luôn đòi hỏi sự ưu ái ở Old Trafford. Anh còn tranh đá phạt đền với Marcus Rashford để nâng cao thành tích cá nhân. Ole Gunnar Sosa vốn không phải là một huấn luyện viên có khả năng áp đặt kỷ luật, vì thế Manchester United giữ chân Pogba. Đây có thể là rào cản đối với sự thăng hoa của Bruno Fernandes. Rooney tiết lộ lý do Piqué bị tống cổ khỏi MU. Trước khi quay lại Barcelona và trở thành trụ cột của đội bóng đã xưng vương cả La Liga lẫn Champions League nhiều lần, Gerard Piqué từng có 4 năm gắn bó với Manchester United. Tuy nhiên vào thời điểm ấy, Nemanja Vidić và Rio Ferdinand mới là cặp trung vệ số 1 của Sir Alex Ferguson. Còn Piqué chỉ đá 12 trận tại Premier League trước khi phải rời đi vào năm 2008. Trong giai đoạn cuối gắn bó, trung vệ khi ấy 20 tuổi đã bị Bolton bắt nạt trong suốt 59 phút và kết quả là Manchester United phải nhận thất bại với tỷ số 0-1. Nhắc lại trận đấu này, Wayne Rooney tin rằng đây chính là nơi tình yêu kết thúc đối với Piqué. Chuyến làm khách trước Bolton ít nhiều đã góp phần chấm dứt sự nghiệp của Piqué tại Manchester United. Rooney tiết lộ trên The Sun Times, khi đó cậu ấy còn trẻ và bị đối thủ cho ăn hành, và Fergie đã nhận định rằng về mặt thể chất cậu ấy không phù hợp với Premier League. Tôi vẫn nhớ câu chuyện về Vidic. Nếu chuẩn bị đối đầu với Bolton hay Didier Drogba, anh ấy sẽ tới phòng gym trong 2 đến 3 ngày để tăng cường cơ bắp. Anh tiếp tục chia sẻ, làm cách trên sân Bolton là điều kinh khủng và cực kỳ tốn sức. Chúng tôi hiểu rằng nếu muốn có 3 điểm thì cần phải ít nhất có một chiến thắng trong cuộc ẩu đả với đối thủ. Bendtner từng tốn hơn 7 triệu USD vì cờ bạc. Trong show truyền hình thực tế mới đây, Nicolas Bendtner đã tiết lộ một thông tin khiến cho công chúng chóng váng. Anh từng kể về việc tiêu tốn hơn 7 triệu USD cho một trò chơi poker trên mạng khi tuần thi đấu cho Arsenal. Tôi từng tốn rất nhiều tiền vì trò chơi đó, Bendtner thú nhận trên show truyền hình thực tế Bendtner and Phyllis. Đó là khoản tiền có thể khiến nhiều người bị sốc đấy. Thật khó để nói tôi đã thua chính xác bao nhiêu tiền, nhưng tôi nghĩ tôi đã thua khoảng 50 triệu corona, khoảng 7,2 triệu USD. Chân sút này kể lại, tôi gần như bị nghiện và lúc nào cũng đặt số tiền rất lớn. Năm đó, Bendtner 19 tuổi và chỉ nhận mức lương khoảng 800.000 USD năm tại Arsenal. Trong thời kỳ đỉnh cao của mình tại đội bóng thành London, mức lương của chân sút này chỉ là 1,7 triệu USD. Món ăn thua khiến Bendtner sẵn sàng dốc hết vốn. Với các tay poker chuyên nghiệp trên mạng, thi thoảng ở London, mọi thứ có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn và kết thúc tồi tệ chỉ trong một đêm. Anh thừa nhận, tuy nhiên, nó giúp tôi trưởng thành hơn. Bendtner tiết lộ anh vẫn chưa bỏ thú vui cờ bạc và lúc này vẫn còn đặt số tiền nho nhỏ mỗi lần chơi. Đây không phải là lần đầu tiên chân sút được gọi là thánh gặp rắc rối vì thói chơi ngông của mình. Anh từng phải hầu tòa vì đánh tài xế taxi vỡ hàm và cái kết là 50 ngày tù vào năm 2018. Vào tháng 2 năm qua, Bendtner đồng ý quay một game show với bạn gái nóng bỏng Phyllis Roseto. Phyllis Roseto cũng là một trong những ngôi sao truyền hình thực tế. Anh rất tự tin khi xuất hiện trong chương trình này và khẳng định mình là một ngôi sao nổi tiếng của showbiz. Tôi đã quen với ánh đèn sân khấu, Bendtner hồ hởi chia sẻ trong ngày công bố show. Bendtner dự định ra một cuốn tự truyện về cuộc đời mình. Trong cuốn sách đó, chân sút của Juventus dự định sẽ tiết lộ tất cả những chuyện kỳ quặc và điên rồ về cuộc đời mình. Tháng trước, Bendtner từng khiến dư luận xôn xao khi tuyên bố anh là một huấn luyện viên đẳng cấp sau khi giải nghệ. Cựu tiền đạo của Arsenal đang thất nghiệp sau khi bị câu lạc bộ Đan Mạch Copenhagen chấm dứt hợp đồng kể từ tháng 12 năm ngoái. Xavi cảnh báo Barca không nên mua Aubameyang và Mane. Theo Đời Xuân, huyền thoại Xavi Hernandez đã cảnh báo câu lạc bộ cũ không nên ký hợp đồng với ngôi sao Premier League là Pierre Eric Aubameyang của Arsenal và Sadio Mane của Liverpool. Xavi hiện tại đang là huấn luyện viên của Al Sadd ở Qatar, nhưng nhiều lần được liên hệ dẫn dắt Barca. Anh cho rằng vẫn chưa đến lúc quay lại câu lạc bộ, nhưng vẫn có những chia sẻ chú ý về đội bóng cũ của mình. Cựu tiền vệ của Barca ca ngợi Aubameyang và Mane là những ngôi sao tấn công thượng thừa ở một không gian mở. Tuy nhiên, anh cho rằng Barca cần những cầu thủ biết cách di chuyển trong một không gian nhỏ hơn. Mane và Aubameyang có thể vô cùng nguy hiểm trong những pha bứt tốc phản công, nhưng Barca cần những cầu thủ biết di chuyển trong phạm vi hẹp hơn là những người như vậy. Xavi cho biết không dễ để tìm ra một tiền đạo có lối chơi phù hợp với Barca thời điểm hiện tại. Trước đây chúng tôi có Samuel Eto'o và hiện tại là Luis Suarez. Neymar là một trong những người giỏi nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ quay trở lại Barca. Tôi từng có thời gian thi đấu cùng cậu ấy nên rất hiểu phẩm chất của Neymar. Đó là một bản hợp đồng có thể tạo ra sự khác biệt cho Barca, Xavi nói thêm. Những bình luận của Xavi có thể ảnh hưởng rất nhiều tới kế hoạch chuyển nhượng của Barca. Họ từng nhắm mới Mane và Aubameyang trong kỳ chuyển nhượng gần đây để tăng cường sức mạnh của hàng công. Đội bóng Catalan đã không được hưởng cảm giác vô địch Champions League từ 5 năm qua và họ đang rất khát khao kết thúc cơn khát này. Chuyển sang những thông tin trong nước, bóng đá Trung Quốc bị Việt Nam và Thái Lan vượt qua. Trả lời phỏng vấn trên tờ Sina Sports ngày 16 tháng 5, bình luận viên Jiang Lu nói rằng bóng đá đất nước tỷ dân đã bị Việt Nam và Thái Lan vượt mặt. Với sự tụt lùi đáng xấu hổ của bóng đá Trung Quốc trong những năm gần đây ở các giải đấu quốc tế, báo chí đất tỷ dân liên tiếp mở những diễn đàn để phân tích nguyên nhân và tìm kiếm giải pháp để vực dậy nền bóng đá của nước nhà. Mới đây, trang thể thao Sina Sports đã có cuộc phỏng vấn với bình luận viên thể thao nổi tiếng Jiang Lu. Không ngần ngại, bình luận viên thể thao nổi tiếng người Trung Quốc nhận định bóng đá Trung Quốc sẽ khó có thể thành công trong 20 năm tới. Hiện tại chúng ta đang bị Việt Nam và Thái Lan vượt mặt. Cùng quan điểm với bình luận viên Jiang Lu, tờ Sina Sports cũng bình luận trên thực tế, Jiang Lu đang nói sự thật. Bóng đá Thái Lan và Việt Nam đã vượt mặt bóng đá Trung Quốc. Ở công tác đào tạo trẻ, Thái Lan và Việt Nam cũng tốt hơn so với Trung Quốc. Xét về thành tích gần đây của các đội tuyển quốc gia thì Việt Nam đã vào đến tứ kết ASEAN Cup năm 2019, còn Thái Lan đánh bại chúng ta ở năm ngoái. Do hệ thống đào tạo trẻ yếu kém, bóng đá Trung Quốc đã đốt cháy giai đoạn bằng cách sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch với hy vọng sẽ được dự sân chơi World Cup một lần nữa. Tuy nhiên, điều này chưa thể phát huy hiệu quả và gặp không ít sự phản đối đến từ cộng đồng viên nước này. Nhận xét chính sách nhập tịch cầu thủ, Jiang Lu nói nhập tịch không thể giải quyết được vấn đề cơ bản. Nếu đội tuyển Trung Quốc chơi với cầu thủ nhập tịch thì chúng ta sẽ mãi phụ thuộc vào những cầu thủ ngoại. Điều này đem lại cho mọi người cảm giác khó chịu. Trung Quốc phải thành công từ sức mạnh của chính mình. Có một câu hỏi đặt ra là chúng ta làm bóng đá để làm gì? Chỉ vì thành tích thôi à? Dù đầu tư rất nhiều tiền trong thời gian qua, song bóng đá Trung Quốc vẫn không thu được kết quả như mong muốn, thậm chí còn có dấu hiệu thụt lùi so với bóng đá thế giới. Trong năm 2019 và đầu năm 2020, bóng đá Trung Quốc đã thể hiện bộ mặt bạc nhược khi liên tục thua trước các đội Đông Nam Á và gây thất vọng tại vòng loại World Cup châu Á, qua đó nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ nước này. Đội tuyển U19 nước này thậm chí còn vắng mặt ở chung kết U19 châu Á, giải đấu họ thường xuyên góp mặt với vai trò là ứng cử viên vô địch. Đội tuyển Trung Quốc hiện đang xếp thứ 2 ở vòng loại bảng A World Cup 2022 khu vực châu Á với thành tích 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Một kết quả có phần thất vọng với đội bóng xứ tỷ dân và khiến huấn luyện viên Lippi phải rời đi vào tháng 11 năm ngoái. VFF chọn thay người Nhật làm giám đốc kỹ thuật. Sau khi chia tay giám đốc kỹ thuật người Đức Jürgen Gede, VFF đã cơ bản đạt được những thỏa thuận ký hợp đồng với giám đốc kỹ thuật mới. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, bản hợp đồng giữa VFF và ông Yusuke Adachi đang đi đến những bước cuối cùng. Cả hai bên chỉ còn một vài vướng mắc nhỏ mà thôi. Theo đó, chuyên gia người Nhật Bản Yusuke Adachi sắp ngồi vào vị trí giám đốc kỹ thuật mà ông Jürgen Gede để lại. Với mục tiêu dài hơi, VFF dự kiến sẽ ký hợp đồng 5 năm với ông Yusuke kèm lấy mức lương khoảng 20.000 USD tháng. Ông Yusuke đang là giảng viên của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC và từng giảng dạy khóa đào tạo huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp do AFC tổ chức tại Việt Nam vào năm 2017. Thời điểm đó, ông đang đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên phụ trách phát triển cầu thủ trẻ và huấn luyện viên tài năng tại Liên đoàn bóng đá Hồng Kông. Rất nhiều cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Đức Thắng, Hoàng Văn Phúc, Phan Thanh Hùng, Phạm Minh Phương, Nguyễn Văn Sĩ, Ngô Quang Trường, Lê Đình Tuấn đều là những học trò của chuyên gia người Nhật Bản. Trước khi chọn người mới thay ông Gede, VFF đã đưa ra những tiêu chí cho giám đốc kỹ thuật mới phải định hướng, xây dựng kết quả, nâng cao chất lượng các đội tuyển trẻ, tham gia vào công tác hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá trẻ của các câu lạc bộ, đặc biệt là công tác đào tạo lực lượng huấn luyện viên vừa có kinh nghiệm trong phát triển bóng đá trẻ, vừa có trình độ giảng viên huấn luyện viên bóng đá của FIFA hoặc AFC. Hầu hết các tiêu chí trên thì ông Yusuke Adachi đều đáp ứng. Cộng với việc chuyên gia này có thời gian làm việc nhất định ở Việt Nam, am hiểu bóng đá Việt Nam nên VFF đặt niềm tin cũng là điều dễ hiểu. Bật mí quà sinh nhật huấn luyện viên Park Hang-seo tặng học trò cưng Quế Ngọc Hải. Món quà huấn luyện viên Park Hang-seo dành tặng cho đội trưởng đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Sau trận giao hữu giữa Hà Nội FC và Viettel chiều ngày 15 tháng 5, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gặp Quế Ngọc Hải và tặng quà sinh nhật cho anh tại sân vận động Hàng Đẩy. Hành động này khiến trung vệ sinh năm 1993 bất ngờ. Theo tìm hiểu, món quà huấn luyện viên Park Hang-seo mua tặng Quế Ngọc Hải là một bộ mỹ phẩm Hàn Quốc có nhiều sản phẩm chăm sóc da mặt. Dù giá trị của món quà không cao nhưng chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người hâm mộ bất ngờ. Huấn luyện viên Park Hang-seo là người chuộng những sản phẩm của quê nhà. Trước đây ông từng mua nhân sâm Hàn Quốc để bồi bổ cho các học trò, hoặc mua mặt nạ để phát cho các cầu thủ đắp vào buổi tối thư giãn sau một ngày tập luyện vất vả. Được biết, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chủ động mua quà sinh nhật cho nhiều học trò đã gắn bó lâu năm với đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Mới đây, ông đã mua bánh sinh nhật mang lên trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF để chúc mừng sinh nhật cho Xuân Trường và Đình Trọng. Dưới thời huấn luyện viên người Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam giữ được sự đoàn kết lớn và một phần là nhờ những hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn của huấn luyện viên Bắc. Với cá nhân Quế Ngọc Hải, anh đang là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam, đã trung vệ quan trọng trong đội hình 352 mà huấn luyện viên người Hàn Quốc xây dựng. Tin tức vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng mà bản tin ngày hôm nay mang đến cho các bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và hãy nhớ là Love Sport sẽ luôn cập nhật những thông tin nóng bỏng hơn cả người yêu cũ của bạn. Nên đừng quên subscribe ngay YouTube của Love Sport và nhấn chiếc chuông nho nhỏ. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại trong những bản tin hot news bóng đá tiếp theo của chúng mình.